Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Trung ương Giáo hội và các sở ban ngành, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027 được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo thông tư hướng dẫn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Đại hội Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 cơ bản được diễn ra chu đáo, công phu, đúng quy định, phát huy đúng theo tinh thần, kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, tập hợp được trí tuệ của đông đảo tăng ni cư sĩ Phật tử. Đến thời điểm hiện tại, đã có 61 trên 63 tỉnh, thành phố suy cử tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành. Để ổn định các hoạt động Phật sự, nhiều tỉnh, thành phố đã nhận quyết định chuẩn y nhân sự của Trung ương Giáo hội và hoàn thiện hệ thống các ban ngành chuyên môn nhanh chóng đi vào hoạt động. Trung ương Giáo hội đã ban hành hai thông tư quan trọng, đó là thông tư 60 và thông tư 004, hướng dẫn chi tiết đầy đủ để giúp cho Ban Trị sự cấp tỉnh, thành phố có một định hướng, có một nền tảng của thông tư để tiến tới tổ chức đại hội, đặc biệt là khâu nhân sự. Nhân sự cho nhiệm kỳ 2022-2027 được thực hiện đúng quy định, quy trình, theo như nội dung thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội. Tiến trình giới thiệu, suy cử và hiệp thương nhân sự diễn ra một cách công khai, minh bạch, thanh tịnh trong tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của tập thể Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử địa phương. Nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố đều là chư Tăng Ni, quý cư sĩ, Phật tử có đầy đủ các tiêu chí như đạo hạnh, độ tuổi, trình độ học vấn, uy tín và công đức đối với giáo hội. Theo thống kê, có 18 vị tân trưởng ban trị sự, 43 vị tái nhiệm trưởng ban trị sự. Nổi bật trong đó có những vị tân trưởng ban trị sự trẻ tuổi như Đại Đức Thích Minh Huy, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái, Đại Đức Thích Nguyên Toàn, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang. Họ đều là những vị tăng sĩ trẻ, song pha, không ngại khó, được cử đến vùng sâu, vùng xa, đem tâm lực, trí lực để phục vụ cho đạo pháp và nhân dân. Thì cái cảm nhận đối với một cái vai trò là làm trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh thì thật sự là vất vả, khó khăn. Nhưng ngược lại thì cũng phải cố gắng hết mình. Vì đây là việc tăng sai, tăng cử mà bản thân thầy cũng như là chư Tôn Đức ở trên tỉnh nhà đảm nhiệm với vai trò là Hoàng Dương Phật Pháp ở trên tỉnh nhà. Trong công tác tổ chức đại hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội. Chư Tăng Ni được phân công phụ trách các đầu việc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát từ khâu làm báo cáo, thực hiện các tham luận tại đại hội. Ngoài ra, các đại hội được xây dựng kịch bản điều hành tốt, tạo không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương, cầu thị và trang trọng. Dựa theo tình hình hoạt động các địa phương, Chư Tôn Đức tân Ban Trị sự đã có những nghiên cứu sát sao, đưa ra kế hoạch, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 mang tính trọng tâm, đột phá, qua đó thể hiện được sự nhiệt tâm, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm của tân Ban Trị sự. Đem ánh sáng Phật Pháp vào với xã hội, vào với đời thì đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất. Bên cạnh đó thì về công tác tăng sự cũng cần phải ổn định, đẩy mạnh cái việc ổn định tăng sự, xây dựng chùa cảnh. Đặc biệt là chúng tôi đang có chương trình rất cụ thể ngay sau phiên họp thứ nhất sau đại hội, đó là đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho tất cả các nhóm Phật tử trên địa bàn toàn tỉnh để đưa các hoạt động Phật sự vào nề nếp theo đúng pháp luật và giáo luật. Một điểm nổi bật trong công tác tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh thành là có sự chung tay góp sức của tất cả nhân dân Phật tử địa phương. Người góp công, người góp của, không quản ngại ngày đêm, thực hiện các khâu hậu cần để ngày hội Phật giáo cấp tỉnh, thành phố diễn ra chỉn chu nhất có thể. Là người Phật tử thì chúng em cảm thấy rất là vui khi được hỗ trợ quý thầy trong cái công tác chuẩn bị trên đại hội. Bọn em đã quét dọn, trang trí hội trường để chuẩn bị thật là tôm tất. Nhằm để lại dấu ấn cho mỗi kỳ đại hội, Chư Tôn Đức một số tỉnh thành còn kỳ công biên soạn kỳ yếu hay sách chuyên khảo
điển hình như những cơ sở Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, lược sử danh tăng Bình Thuận qua các thiền phái Lâm Tế, v.v. Đây vừa là món quà gửi tặng chư tôn giáo phẩm, khách mời tham dự đại hội, vừa là để nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển Phật giáo địa phương. Đây là cuốn sách quý thầy đã ưu tư hơn 20 năm qua. Về cuốn sách này, nó khác có khác gì những cuốn sách khác hay không? Thì chúng tôi có biên tập nội dung đầy đủ hơn một chút. Thứ nhất là giới thiệu không phải riêng về Phật giáo, mà còn giới thiệu về đặc điểm của từng vùng, từng miền. Mặc dù Đại hội Phật giáo tỉnh, thành phố cơ bản đã thành công tốt đẹp, tạo tiếng vang trong các cấp chính quyền địa phương, giáo hội cũng như đồng bào Phật tử. Tuy nhiên, không tránh khỏi những hạn chế, khuyết điểm, như một số tỉnh gặp khó khăn về việc giới thiệu nhân sự chủ chốt, tăng ni chưa phát huy được thế mạnh, ưu điểm vượt trội, các hoạt động Phật sự gặp khó khăn do dịch bệnh. Dẫu vậy, cũng không thể phủ nhận, ban trị sự các tỉnh thành ngày càng ổn định và phát triển lớn mạnh. Đó chính là động lực mạnh mẽ, làm cơ sở cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh trong quá trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới. Cũng có một vài trường hợp có những cái khó khăn nhất định, nhất là vấn đề khâu nhân sự, nhưng cũng được trung ương và các ngành chức năng và quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi, cũng như sự quyết liệt của ban thường trực hội đồng trị sự, ban chỉ đạo công tác đại hội của trung ương, và đến thời điểm này có thể nói công tác tổ chức đại hội đại biểu cấp tỉnh thành phố đạt được rồi 98%. Từ những kết quả hạn chế của đại hội cấp tỉnh, thành phố có thể rút ra một số bài học sâu sắc và những gợi mở để tiếp tục tổ chức thành công đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, được tổ chức vào ngày 27, 28, 29 tháng 11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, thủ đô Hà Nội, với chủ đề Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển. Trong cái nhiệm kỳ tới, tất cả tăng ni Phật tử tỉnh Thái Nguyên luôn đồng lòng hướng về Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cầu nguyện cho một đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027 được thành tựu viên mãn. Tăng ni Phật tử Thái Nguyên với mong muốn trong nhiệm kỳ tới, với vai trò lãnh đạo tối cao của Trung ương Giáo hội, các ngài có những cái quyết sách, có những cái đường lối thực hiện và chỉ đạo luôn luôn gắn liền với các hoạt động Phật giáo, ban trị sự các tỉnh thành trên toàn quốc. Thông qua đại hội Phật giáo các tỉnh thành, hàng chục các ban trị sự dành cho công tác an sinh xã hội đã được trao đi. Có thể thấy rằng đại hội Phật giáo các tỉnh thành nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết. Đây là tiền đề quan trọng hướng đến Đại hội 9 Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tin tưởng rằng với những nỗ lực tập thể của ban trị sự các tỉnh thành, Đại hội Phật giáo toàn quốc sẽ đạt được kết quả mong đợi, xứng đáng với sự tin yêu, gửi gắm của tăng ni, Phật tử, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Đó cũng chính là truyền thống hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới.